Sản phẩm Actinovat, thành phần có chứa vi khuẩn Streptomyces lidicus 1%, là dạng vi khuẩn được tách chiết từ đất ở Hoa Kỳ. Vi khuẩn này sẽ chiết ra những chất giống như dạng kháng sinh streptomycin để cạnh tranh thức ăn cũng như ức chế các loại vi khuẩn nấm có hại. Sản phẩm này rất hiệu quả trên các loại bệnh như là tuyến trùng hại rễ, thối rễ do nấm, héo xanh vi khuẩn, đốm vòng, cây hành, hành lá, mốc xám dâu tây, vàng lá thối rễ, ghẻ loét trên cây có múi do vi khuẩn, thán thư ớt, nứt thân chảy nhựa trên dưa bầu bí, ớt, cà chua, khoai tây, thối nhũn vi khuẩn ở trên lan. Sản phẩm này vì là vi sinh, là vi khuẩn đối kháng cho nên không được sử dụng chung với các loại thuốc kháng sinh, các loại thuốc khuẩn mà sử dụng đơn lẻ. Và sử dụng không cần cách ly dài ngày cho nên rất phù hợp với các loại cây trồng sắp thu hoạch, bởi vì là vi sinh cho nên chỉ cần cách ly khoảng 1-2 ngày. Rất phù hợp cho cây dưa, dưa bầu bí ớt đang phải thu hoạch trái liên tục thì mình có thể sử dụng sản phẩm này thì sẽ không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Một gói này có 10 gói lẻ bên trong, mỗi gói 10 gram cho một bình máy. Sản phẩm này thì trên dưa bầu bí ớt và các loại cây trồng khác đặc trị vi khuẩn là hiệu quả nhất. Còn đối với các loại nấm, thán thư thì vẫn thiên về hỗ trợ, hay là héo xanh vi khuẩn thì chúng ta có thể can thiệp lúc mà cây đang còn nhỏ thì có thể tưới gốc hoặc là phun trên lá để ngừa. Sản phẩm này sẽ rất hiệu quả khi ngừa trước.